Thông tin chính thức về MC Cát Tường bị cáo buộc lừa đảo hơn nửa tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ bị mạo danh để làm giả thông tin. Hoang mang tột độ. Từng vướng vào lùm xùm quảng cáo lố lăng. Ngày 23 tháng 10, trên trang cá nhân, MC Cát Tường đã đăng tải bài viết thông báo về vụ việc bị lợi dụng tên tuổi và hình ảnh cho việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. MC Cát Tường cho biết một vài trang mạng đã sử dụng tên tuổi của cô để làm giả thông tin đăng tuyển người tham gia game show tại Mỹ. Những đối tượng này lợi dụng sự nhẹ dạ khả tin của người khác để lừa tiền với lý do đó là chi phí để tham gia chương trình. Trong bài đăng, MC Cát Tường chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn những người bị lừa tiền, có cả hóa đơn chuyển khoản hơn 26.000 đô la, hơn 600 triệu đồng. Những người này mong MC Cát Tường lên tiếng để tránh việc nhiều người khác rơi vào bẫy của những đối tượng xấu. MC Cát Tường lên tiếng, khổ quá cả nhà ơi. Tường đã cảnh báo và đính chính biết bao nhiêu lần rồi, Tường không bao giờ làm gì trên mạng mà kêu mọi người đóng tiền, Tường đã nghỉ làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gần 3 năm nay rồi. Tường cũng đã báo cho giám đốc bên công ty sản xuất chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò về việc có những trang mạng đang chạy quảng cáo tại Mỹ, sử dụng hình ảnh của Tường và chương trình để cắt tinh người tham gia hẹn hò và phải đóng tiền rất cao và hiện tại rất nhiều người bị gạt. Xin quý khán giả tìm hiểu kỹ thông tin, cái gì đụng đến tiền thì phải hết sức tỉnh táo. Cảm ơn vì quý khán giả đã yêu quý Tường, nhưng vì quý Tường mà bị gạt tiền thì thật sự Tường rất buồn và cảm thấy rất bất lực. Tháng 9 năm 2023, MC Cát Tường vướng vào ồn ào quảng cáo lố khiến công chúng chỉ trích. Thời điểm đó, nữ MC chia sẻ, tôi không hiểu là sự trùng hợp hay cố tình nhưng 6 tháng vừa qua tôi chưa nhận được lời mời tham gia một show nghệ thuật nào. Có những anh chị cùng hoạt động nghệ thuật thì họ hiểu được vấn đề của mình, họ không quan tâm và vẫn mời tôi làm việc. Còn những cái liên quan đến nhà đầu tư, nhãn hàng, nhà đài thì có vẻ họ cũng ái ngại vì làn sóng dư luận, giống như cộng đồng mạng hay nói là phong sát. Cái này là tôi cảm nhận thôi, chắc có lẽ là tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Suốt thời gian qua tôi không còn nhận quảng cáo nữa, vì vậy mà hiện tại tôi đã bắt đầu nhận lại những show về nghệ thuật, bắt đầu được mời nhiều hơn, mời đóng phim. Cụ thể tôi đang làm một bộ phim dài tập. Tôi thấy sự nghiệp mình có sự khởi sắc lại, cho nên tôi bắt buộc không thể im lặng nữa khi trước đây tôi chọn giải pháp im lặng, nhưng ngày hôm nay tôi phải lên tiếng thừa nhận cái sai của mình. Hy vọng sau lần này mọi thứ sẽ dần trở lại guồng máy như trước đây. Lùm xùm quảng cáo hàng kém chất lượng đã khiến hình ảnh của MC Cát Tường ảnh hưởng không nhỏ trong mắt công chúng. Sau lời thừa nhận suốt 6 tháng không ai mời đi show, Cát Tường lại tiết lộ công việc livestream bán hàng cũng bị ảnh hưởng vì người mua thì ít, người tràn vào để chửi mắng thì nhiều. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nữ MC thổ lộ, tôi đã cố gắng thay đổi bằng cách livestream trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau nhưng không được. Tôi livestream không ai mua, người ta chỉ vào chửi thì livestream làm gì cho mệt. Thậm chí, tôi còn thuê người livestream hộ mình luôn nhưng cũng chưa được. Tôi đang cố gắng chứ không bỏ cuộc, nhưng cánh cửa chưa mở ra. Dù vậy, tôi luôn lạc quan, chờ đợi một ngày nào đó có cánh cửa mở ra chứ không suy sụp, sợ hãi. Tôi không sợ gì hết. Đối với tôi, không mất mát, đau đớn nào bằng mất đi gia đình còn nguyên thì không vấn đề gì phải lo cả. Mặc dù kinh tế đang gặp khó khăn nhưng MC Cát Tường cho biết vẫn mong chờ sự thay đổi tích cực trong thời gian tới. Trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở phòng thu, đi quay hình.